Trung tâm Thúy Nga tổ chức live show Hoài Linh 30 năm sân khấu, MC Đại Nghĩa dẫn chương trình. Trong những ngày qua, Trung tâm Thúy Nga đã thông báo tổ chức live show kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của danh hài Hoài Linh vào tháng 11 này, được tổ chức tại Mỹ. Và điều đặc biệt trong chương trình này, ngoài các MC kỳ cựu bên hải ngoại, bà Mary Tô còn mời thêm MC Đại Nghĩa bên Việt Nam cùng dẫn chương trình, hứa hẹn một live show có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng. Và mới đây MC Đại Nghĩa đã gửi lời cảm ơn bà Mary Tô, lần đầu chạm ngõ, đã xem Thúy Nga từ khi còn là một cậu bé 7 đến 8 tuổi với những cuốn băng video mà mỗi khi có nhà ai thuê được là cả xóm súng sụng lại xem. Vậy mà xem không bỏ sót cuốn nào. Sau này bận rộn với công việc quá nên ít có thời gian để xem nữa, nhưng với mình thì đó vẫn là một chương trình gắn liền với ký ức. Chưa bao giờ nghĩ rồi có một ngày mình sẽ được tham gia vào chương trình này với bất kỳ vai trò nào. Và lần này là lần đầu tiên bước vào giấc mơ từ thuở nhỏ. Dưới bài viết của anh, bà Tô Ngọc Thủy cũng lại gửi lời cảm ơn đến MC Đại Nghĩa. Trong khi đó, Phương Loan vợ cố danh hài Chí Tài thì nôn nóng mong chờ ngày cùng gặp lại danh hài Hoài Linh trên sân khấu. Chương trình Paris B9 138 Hoài Linh 30 năm sân khấu lần này rất đặc biệt vì có sự góp mặt của ca sĩ Phương Loan, biệt danh Bé Heo, đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Hoài Linh, người mà lúc ông xã chị nghệ sĩ Chí Tài còn sinh thời là một cặp bài trùng với nhau. Paris B9 138 Hoài Linh 30 năm sân khấu là chương trình Paris B9 thứ 148, tính cả các chương trình đặc biệt do Trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Chương trình được thực hiện để kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của Hoài Linh. Vào cuối buổi livestream ngày 16 tháng 5 năm 2024 với Phương Hồng Quế, Giang Hồ, Sâm Nguyễn và Ngọc Hân, Tô Ngọc Thủy đã tiết lộ việc Trung tâm Thúy Nga đã có dự định thực hiện chương trình Paris B9 138 tại rạp Pechanga Resort và Casino vào ngày 23 và 24 tháng 11 cùng năm. Ngày 20 tháng 9, Trung tâm công bố poster đầu tiên của chương trình với 4 nhà bảo trợ đầu tiên đồng ý tài trợ cho chương trình gồm Lesser, D&D Diesel, Doctor, Sam và Beer, đồng thời thông báo thời gian bắt đầu mở bán vé chính thức là ngày 28 tháng 9 cũng như chương trình dự kiến được phát hành trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025. Kịch bản chương trình được biên soạn bởi chính Hoài Linh. Ngày 3 tháng 10, Phương Loan thông báo về lần đầu tiên xuất hiện với vai trò diễn viên hài kịch trong chương trình này. Ngày 9 tháng 10, Trung tâm cập nhật thêm sự góp mặt của Như Ý trong chương trình này. Sự xuất hiện của Hương Lan, Giao Linh và Thanh Tuyền vốn là ba nữ ca sĩ thành danh tại miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975 được Hoài Linh và Tô Ngọc Thủy đích thân mời góp mặt trong chương trình này, đều bắt nguồn từ số 138 vì các con số đều có liên quan đến sự xuất hiện lần đầu của cả ba trong các chương trình Paris B9. Trong chương trình có sự góp mặt vô cùng hùng hậu của các nghệ sĩ như nghệ sĩ Hoài Linh, Hữu Châu, Minh Nhí, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Mạc Văn Khoa, Minh Dự, Huỳnh Tiến Khoa, Khả Sơn, Phúc Yellow, Bảo Bảo, Thanh Hằng, Thúy Nga, Tất Diệu Hằng, Phạm Tuyết Nhung, các ca sĩ hàng đầu hải ngoại, Thanh Tuyền, Hương Lan, Giao Linh, Minh Tuyết, Giang Hồ, Tri Di Phương Trinh, Phương Loan, Mạnh Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan, v.v. Có thể nói từ năm 2021, sau khi dính vô phốt của bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề từ thiện, cho đến năm 2024, là năm danh hài Hoài Linh mới có thể trở mình tham gia hoạt động nghệ thuật trở lại. Và hãy tìm hiểu cuộc sống của nam danh hài sau thời gian ở ẩn. Sau khi vướng ồn ào tiền quyên góp từ thiện, từ năm 2021 đến nay, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có động thái hoạt động mạng xã hội lại. Trên fanpage hơn 12 triệu lượt theo dõi của nam nghệ sĩ, bài viết mới nhất là tháng 6 năm 2021 khi anh lên clip giải thích lý do ngâm tiền từ thiện với các mạnh thường quân. Hiện tại, anh chỉ hoạt động nghệ thuật âm thầm. Sau thời gian theo học nghề đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đảm nhận vai trò đạo diễn một số vở kịch của các sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn về game show giải trí, anh hầu như rút lui khỏi các chương trình truyền hình. Thỉnh thoảng, mới góp mặt trong một số sản phẩm âm nhạc, phim điện ảnh của các đồng nghiệp, người thân của mình. Chia sẻ với phóng viên lý do chưa trở lại hoạt động như trước, nam nghệ sĩ nói bản thân vẫn đang lựa chọn chương trình phù hợp. Hơn nữa, sức khỏe hiện tại của anh chưa đảm bảo và anh đang có định hướng mới nên chưa tham gia các show giải trí. Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, bây giờ anh đã lớn tuổi và không có mưu cầu gì hơn trong nghề lẫn đời sống cá nhân. Anh hài lòng với bữa cơm có khô có mắm của mình, mỗi ngày ra vào có mái nhà che nắng che mưa là hạnh phúc.
Hoài Linh bất ngờ trở lại điện ảnh. Sau thời gian im ắng, khán giả bất ngờ khi Hoài Linh trở lại đóng phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma. Trong phim, nhân vật Lanh, Tuấn Trần và ông Đạo, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ngồi mặt đối mặt trên bàn vô cùng căng thẳng. Lanh liếc nhìn cha tỏ vẻ hờn trách, nhưng rồi lại vội quay đi, không dám nhìn thẳng. Dường như Lanh vừa gây ra một tội lỗi gì đó rất lớn. Ông Đạo là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh. Phim khởi chiếu ngày 2 tháng 9 năm 2024 tại các rạp trên toàn quốc. Đây là lần hiếm hoi khán giả thấy Hoài Linh đóng phim sau thời gian ở ẩn. Trước đó, anh chỉ xuất hiện ở một số phim web drama, phim điện ảnh của người quen. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, nhiều cư dân mạng chia sẻ thông tin nghệ sĩ Hoài Linh qua đời vì bị đột quỵ. Trước tin đồn tiêu cực đang lan truyền mạng xã hội, Hoài Linh nhanh chóng lên tiếng đính chính. Khánh Vương, cái báo xã hội là cái báo nào vậy, có ai biết không? Sao đăng lên được kêu tôi chết ngày 30 kìa. Trời đất ơi, nhập viện an bình. Đi câu cá không chịu đi câu, đi câu view chứ trời. Chán thiệt chứ. Ôi trời ơi, thích cho chết là chết. Chán gớm thiệt. Nam nghệ sĩ quay đoạn clip rồi nhờ một người em gái thay mình đăng tải. Trong đoạn clip được chia sẻ, nam diễn viên già cổ Hoài Lan dở khóc dở cười đính chính, sao lại đăng lên là tôi chết ngày 30 vậy? Trời đất ơi, còn đưa tin tôi nhập viện an bình. Câu cá không đi mà đi câu view làm chi vậy trời? Chán thiệt chứ, thích cho chết là chết à? Qua đoạn clip, có thể thấy Hoài Linh tỏ ra không quá bất ngờ trước những tin đồn giật gân. Sai sự thật vì đây không phải là lần đầu tiên nam nghệ sĩ gặp tình huống trớ trêu này. Nhiều năm qua, không ít lần nam nghệ sĩ bị tung tin đồn thất thiệt về sức khỏe kèm với nhiều thông tin giật gân như rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê. Mới đây nhất vào tối ngày 12 tháng 10, Hoài Linh là khách mời trong cung tơ hòa điệu, đêm nhạc của ba con gái nuôi Phi Nhung, tối ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Bến Thành. Diễn viên mở màn tiết mục với chất giọng nghẹn ngào, đôi chỗ có phần chông chênh. Khi Quỳnh Trang, con nuôi cố ca sĩ bước ra, anh bắt đầu hòa nhịp, hát về nỗi buồn chia ly, chợt thương con sáo bay xa bầy sương khói buồn để lại lòng ai. Kết thúc nhạc phẩm, Hoài Linh khóc, ôm Quỳnh Trang, cho biết vì quá xúc động, một số chỗ thể hiện chưa được ưng ý. Diễn viên bồi hồi nhớ về một thời cả hai diễn chung trên nhiều sân khấu. Hoài Linh nói anh và Phi Nhung có mối duyên ngộ nghĩnh. Thời trẻ, anh sống ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau khi diễn viên chuyển sang Mỹ để theo nghề diễn, Phi Nhung mới bắt đầu chuyển đến Cam Ranh. Lúc chị mới qua Florida, Mỹ, nơi diễn viên ở khi đó, anh lại phải sang California sinh sống. Sau này, nhờ ca sĩ Tri Di Phương Trinh, đàn chị thân thiết, kết nối, họ mới gặp nhau, bắt đầu có nhiều cơ hội hợp tác. Từ nay về sau, tôi chỉ còn được hát với con của Phi Nhung, nhưng tôi vẫn giữ mãi kỷ niệm trân quý của hai anh em, anh nói. Hoài Linh sinh năm 1969, nổi tiếng tại hải ngoại vào thập niên 1990 khi đóng hài cùng nghệ sĩ Vân Sơn. Đầu thập niên 2000, Hoài Linh về nước sống và làm việc. Anh nhanh chóng xây dựng được vị thế, trở thành ngôi sao đình đám của làng giải trí trong nước. Hoài Linh ghi dấu ấn đậm trong lòng công chúng bởi nét diễn linh hoạt, biến hóa khôn lường và đặc biệt là những màn giả gái duyên dáng. Ngoài hài kịch, anh còn đóng nhiều bộ phim ăn khách như Võ Lâm Truyền Kỳ, Nụ Hôn Thần Chết, Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng, Bóng Ma Học Đường, Nhà Có Năm Nàng Tiên, đồng thời tham gia các chương trình giải trí, làm giám khảo game show. Ở lĩnh vực nào, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 cũng gặt hái được thành công đáng nể. Thời gần đây, Hoài Linh dần lộ diện nhiều hơn trước công chúng. Vào tháng 9 vừa qua, anh cùng gần 200 nghệ sĩ để làm lễ cúng giỗ tổ ngành sân khấu. Nam nghệ sĩ còn hội ngộ con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm cả hai không xuất hiện chung. Mới đây nhất, Hoài Linh xuất hiện trong một sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành xong vai diễn, anh được đồng nghiệp và khán giả vây quanh chúc mừng sinh nhật tuổi 54. Trước tình cảm của mọi người, Hoài Linh không giấu được sự bất ngờ và nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó, nam danh hài đã gửi lời cảm ơn và thoải mái chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ. Có thể thấy, ở tuổi 54, Hoài Linh chọn cho mình cuộc sống bình yên, đơn giản hơn. Theo Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh, nam danh hài giờ đây cũng biết hưởng thụ cuộc sống hơn. Nếu không có lịch trình công việc, Hoài Linh thích đắm mình trong những thú vui điền viên. Trong những bức ảnh được Dương Triệu Vũ chia sẻ, nam nghệ sĩ thường ăn mặc giản dị, đi dép xỏ ngón,
tập trung tưới rau, cắt cỏ ngoài vườn. So với trước kia, Hoài Linh trông có phần gầy hơn và lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Về tình hình sức khỏe ở tuổi xế chiều, anh từng tâm sự, khỏe thì cũng không khỏe, mà mệt thì cũng không mệt. Cứ dở dở ương ương vậy vì càng lớn tuổi rồi.